Đấy, cô chú anh chị đoán là một mũi Unica V60 này sẽ mua được bao nhiêu con khoan? Đấy, một con này, hai con này, ba con này, đấy, bốn con này, năm con này, màu đỏ, màu xanh, mình thích chọn màu nào cũng được. Đấy, Hukan hôm nay về ra mắt đó là dòng pin khoan Mazula và dòng pin Brickman. Đấy, hai con này đó là hệ 16V8 và nó rất là rẻ. Rẻ đến mức mà năm cái bộ này mua được một cái mũi Unica 3 triệu. Đấy, tức là một cái máy này chưa đến 600.000 nhá. Đấy, cụ thể là 580.000 và bao ship cho mọi người. Đấy, với cái giá thành rẻ như này mà một cái hiệu Brickman và Mazula thì nhiều cô chú anh chị bình luận trên kênh của em đó là hàng này của nước Lào, nước Lào. Đấy, thì phải nói luôn là nước Lào nó cũng không có giá rẻ như này. Đấy, nói chung là chỉ có thằng Tàu mới làm được cái giá như này thôi. Đấy, hàng này thì là xuất xứ ở Tàu, nhưng mà Tàu này là Tàu có tóc để túm nhá. Đấy, Tàu này là Tàu chung với cả của công ty Hukan nhá. Đấy, Mazula thì và Brickman thì nó là của Hukan. Mọi người biết đấy, những cái mã cao cấp ví dụ như là con Gen 2 đây này. Đấy, con Gen 2 như này này. Đấy, cái tem nhập khẩu phụ của nó cũng là công ty Phan Anh, cũng là cùng công ty so với cả Mazula và Brickman, cho nên là mình hỏng hóc thì có thằng bảo hành cho mình, đúng không? Còn hơn mấy cái Zamba, mấy cái hàng chợ hay là mấy cái hàng dán tem, đúng không? Con này logo của nó đúc lỗi luôn. Đấy, Mazula. Đấy, Brickman. Đấy, thì bây giờ đi tép rút lõi cho anh chị, gọi là rút lõi chơi chơi, rút lõi bốc phét để rút lõi vui thôi. Chứ một con 600.000 bằng 1/5 cái mũi thì rút cái gì? Đấy, dùng cấp trượt nha, bắt vít như này thì đơn giản lắm. Tăng lên. Đấy, thế còn ví dụ như chất liệu dày, sắt vê viếc các thứ thì sắt này thì nó đơn giản. Đấy, ok chưa mọi người? Đấy, những cái chất liệu mỏng hay dày các thứ thoải mái luôn, nhưng mà thích hợp nhất có lẽ đó là chất liệu vừa vừa thôi. Đấy, thì nó sẽ giống nhau thôi, máy vàng hay là máu đỏ, máy đỏ thì gọi là theo phong thủy thôi, anh em hỏa hay là thổ hiếc gì thì cứ chọn máy theo màu thôi. Đấy, hai pin một sạc, pin của nó là 16V8 1.3Ah. Đấy, với tầm giá này thì không thể có pin 2A hay là 2.5A đâu. Đấy, thế còn xuất xứ thì nó là hàng của Hukan, xuất xứ là Trung Quốc, hàng OEM như là Detong, Himoki, Amax, cái Drama các thứ ấy. Đấy, pin của nó là pin 16V8, pin chọc rất là nhỏ gọn nhá, cả máy cả pin chỉ có 1 cân thôi. Con này thì có khóa trục autolock này. Đấy, đầu 10 ly bằng sắt, đầu biscuit này. Con này thì bắt vít cấp trượt và chế độ khoan. Đấy, tầm giá này thì thôi đừng ép nó khoan búa làm gì cả, không có là tốt nhất. Đấy, logo Hukan dập nổi, Mazula dập nổi đấy. Đấy, con này là Brickman này. Đấy, cực kỳ ok luôn, làm phần nhựa và phần bọc cao su cũng rất là ok mọi người nhá, cầm rất là chắc tay luôn. Đấy, giá 580.000 bao ship. Ngoài ra thì con này nó trước thì nó có dòng chuyên vít rồi. Đấy, chuyên vít này là chỉnh 3 tốc này. Đấy, động cơ không than, lực xiết 130 N. Con này thì cũng pin 1.3. Con này thì nó là dòng pin kiểu như là con EC, à tức là bề máy kiểu như là con EC130 ấy, nhưng mà pin thì lại là pin Gen 2, pin giống kiểu như là con Gen 2 màu sáng của Hukan ấy, thì cho nên là pin con này với pin con này nó sẽ khác hệ. Đấy, con này thì lại cùng hệ với con này. Đấy, tức là Hukan nó OEM nhiều nhà máy, nhưng mà nhà máy này thì kiểu như là cùng nhà máy với cả Gen 2, con hàng nội địa Đông Cửa ấy. Đấy, thì con này là 720.000 dòng chuyên vít, thì còn khoan là 580 thôi. Đấy, giá rất là rẻ rồi. Khoan này thì nó chưa về bộ đâu. Tại vì nó giá này mà về bộ thì chắc thân, à về thân thì chắc giá thân chỉ có mấy trăm rồi, 300, hơn 300 tí thôi. Đấy, cho nên nó sẽ là bán cả bộ như này. Đấy, anh em thích siêu để nguyên cho anh em. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.